Đến này, chưa đến này, đến này, chưa đến. Đến nó không bảo chị đòi em này, bắt hết cả cùng bông hoa được. Thôi đây, xem đi đâu mà lâu thế, thế mà hẹn chị rõ là sớm luôn. Làm sao? Đây. Cái gì đấy? Đây nhá. Đây là cái gì em? Bộ đồ chơi ong biết nhảy. Ồ, ong biết nhảy à? Wow, bộ đồ chơi này của Nhật nó xịn thế. Ô này, lắp cánh vào đây nữa đúng không? À. Wow. Ui, chú ong này đáng yêu. Ô, chú ong này nhảy này. Nhảy tòng tít, tòng tít. Ôi, chú ong này dễ thương quá. Ui, nhìn mặt chú đáng yêu chưa này. Ô, cái mắt này giống mắt em ý. Nó tròn tròn luôn ý. Mắt cô Thảo của lớp em còn tròn hơn. Yeah, đẹp quá. Ui, nhưng mà bóc ra không tiếc không? Không tiếc đâu. Hai chị mình bóc nhé. Cho chị bóc nhé. Ô, hôm nay em cho chị bóc à? Chị bóc một mình đi. Ôi, sushi thật là tuyệt vời luôn. Chị yêu nhất là sushi của chị ấy. Để chị xem mặt ong của mình. Từ từ, từ từ, từ từ mày. Em lâu từ thứ một thôi. Wow, đấy là cái gì đấy? Cánh. À, đấy là cái cánh. Để chị ngồi, chị ngồi. Wow, còn đây là bạn ong đúng không? Ôi, bạn ong này đáng yêu đấy. Ủa, tay bạn ấy còn cử động được này. Wow. Yêu, 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 yêu. Em nắp cánh rồi. À, đúng rồi, còn phải nắp cánh rồi đúng không? Nắp cái nào. Ủa, nó ngược rồi, đây mà. Ờ nhỉ. Bây giờ được rồi. Chú nó biết nhảy à? Ấn nó đâu em? Ủa, để đấy xem nào. Ôi, bắt lại đi này. Bắt lại đi này. Đi 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 đi. Giống nhá. Em phải đứng ở đây. Đứng song song với chị. À, một hai ạ. Hai chị em mình nhảy không giống. Em phải cong cong cái đít cho nó mới giống ong vàng. Thế đúng không? Đúng rồi. Yeah. Yeah. Suốt. Đang hai chị em mình cũng bắt đầu rồi. Đây, tay như này. Đen 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 đen. Đen 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 đen. Cái mắt mình không nào giống ai tí được. Mắt thử nào. Đâu đứng thẳng đấy. Tất cả chúng ta thua hết bạn ấy. Làm chẳng giống gì. Đấy, có thể nhìn bạn ấy nhảy yêu này mà. Ôi, nhảy yêu quá à. Thấy chưa, bạn ấy nhảy yêu sao chúng mình không nhảy yêu được nhở? Bạn ấy nhảy yêu nhở? Thôi, bây giờ chúng mình về nhà cùng nhau tập đi. Hôm nào tập được hai chị em mình thi với bạn ấy nhá. Ôi, thích thế. Chị thích nhất là cái mắt và cái điệu nhảy của bạn ấy luôn ý. Em sướng đấy. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.